App VietJack hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Xin chào các em. Ở bài trước, chúng ta đã cùng làm quen với các khái niệm mệnh đề toán học và rất nhiều các khái niệm mệnh đề khác nhau như là mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến, mệnh đề kéo theo, hai mệnh đề tương đương và các ký hiệu tồn tại và với mọi rồi, đúng không nào? Cũng trong chương này, ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau nghiên cứu về bài thứ 2, bài tập hợp và các phép toán trên tập hợp. Phần đầu tiên, tập hợp. Cô chắc hẳn khái niệm tập hợp các em cũng đã khá quen thuộc trong đời sống rồi. Các em hay nghe thấy ở đâu nhỉ? Trong giờ thể dục có bao giờ nghe thấy thầy thể dục hô là tập hợp các học sinh lớp 10 hay là tập hợp các học sinh tổ 1 không? Đó, ở lớp 6 thì chúng ta đã làm quen với khái niệm tập hợp, ký hiệu và các phần tử thuộc tập hợp rồi. Nên chúng ta sẽ bắt đầu luôn với các ví dụ đầu tiên nhé. Ví dụ thứ nhất, cô cho tập hợp A là các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10. Yêu cầu đầu tiên là viết tập hợp A theo hai cách: liệt kê các phần tử của tập hợp và chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. Yêu cầu thứ hai đó là minh họa tập hợp A bằng biểu đồ Venn. Về phần kiến thức này các em đã được học ở lớp 6 rồi, nên là rất đơn giản, cô chỉ nhắc lại thôi. Cách viết đầu tiên là cách viết liệt kê các phần tử của tập hợp. Ta viết A bằng các tập hợp 0, 2, 4, 6, 8. Chỉ đơn giản là liệt kê lại các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10 thôi. Thế còn cách thứ hai thì sao ạ? Cách thứ hai, chúng ta chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. Tức là ở đây x thuộc n, x là số tự nhiên đấy ạ. X là số chẵn nhỏ hơn 10, ta sẽ viết thành tính chất đặc trưng rằng x nhỏ hơn 10 và x chia cho 2. Yêu cầu thứ hai đấy là minh họa tập hợp A bằng biểu đồ Venn. Ta vẽ một vòng tròn như thế này và bên trong là các chấm, các điểm minh họa cho các phần tử thuộc tập hợp, đó là 0, 2, 4, 6 và 8. Cô Thanh nói rằng là tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là tập hợp rỗng, ký hiệu là rỗng. Và kết luận thứ hai cần nhớ đó là một tập hợp có thể không có phần tử nào, có thể có một phần tử, có nhiều phần tử hoặc cũng có thể có vô số phần tử. Cái này là kiến thức các em đã học ở lớp dưới rồi đấy ạ. Cô chỉ nhắc lại thôi. Thế thì điều cần chú ý ở đây là gì? Cô Thanh có một cái chú ý như sau. Theo các em, trong hai cách viết này, C bằng rỗng và C bằng mở ngoặc nhọn rỗng, đâu là cách viết đúng của tập hợp rỗng? Cô thấy là rất nhiều bạn làm sai phần này đấy ạ. À, cách viết đúng ở đây là C bằng rỗng, chứ ta không sử dụng dấu ngoặc nhọn đối với tập hợp rỗng. Các em đã nhớ hết chưa ạ? Sang vật thứ hai, A nhỏ tập con. Cô cho ví dụ đầu tiên, đó là tập hợp A là các số nguyên lớn hơn 1 và nhỏ hơn 10. Đây, biểu đồ Venn biểu thị tập hợp A đây. Đấy. Tập hợp B là tập hợp các số nguyên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 15. Thì cái biểu thị của tập hợp B ở đây là đây. Đúng không ạ? Là x lớn 0 và x nhỏ hơn 15. Thế thì ta thấy ở đây là gì đây ạ? Đó là A nằm trong B. Hay ta gọi đó là A là tập hợp con của B. Ta biết rằng nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B thì A là một tập con. Tập con của tập hợp B viết là A chứa trong B, còn đọc là A chứa trong B. A là tập con của B hay là A chứa trong B, đúng không ạ? Đây, nhìn vào đây em sẽ thấy là mọi số nào mà nằm trong khoảng từ 1 đến 10 thì nó cũng sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 15, đúng không ạ? Đấy. Và tập hợp rỗng được coi là tập con của mọi tập hợp nếu A chứa trong B chỉ khi nào với mọi x thuộc A thì sẽ suy ra x cũng thuộc B. Và khi A chứa trong B thì ta cũng viết là B chứa A. B chứa A. Và nếu A không phải là tập con của B thì ta viết là A không chứa trong B. A không chứa trong B. Đến với ví dụ 2 ạ. Ví dụ 2 cô Thanh cho 3 tập hợp khác nhau. Đấy là tập hợp A là các số tự nhiên chia cho 27. Tập hợp B là tập hợp các số tự nhiên chia cho 9. Và tập hợp C là tập hợp các số tự nhiên chia cho 3. Thế thì minh họa bằng sơ đồ Venn, biểu đồ Venn. Cô sẽ có như thế này. Những số chia cho 7 là bé nhất, sau đó đến những số chia cho 9 và to nhất là những số chia cho 3. Bởi vì sao ạ? Chia cho 27 thì chắc chắn là số đấy phải chia cho 9 rồi. Vì 27 chia cho 9 mà. Và nếu đã chia cho 9 rồi thì lại chắc chắn là sẽ chia cho 3, bởi vì 9 chia cho 3. Thế nên ở đây trong ví dụ này ta sẽ có được kết luận là A chứa trong B, B chứa trong C và A chứa trong C. Và từ đó ta có các tính chất sau. A thì luôn chứa trong A với mọi tập hợp A. Và nếu A chứa trong B, B lại chứa trong C thì ta có theo tính chất bắc cầu A sẽ được chứa trong C. Được chưa ạ? Sang đến phần B, tập hợp bằng nhau. Như thế nào thì được gọi là hai tập hợp bằng nhau hả các em? À, khi A chứa trong B và ngược lại B cũng chứa trong A thì ta nói hai tập hợp A và B bằng nhau, viết là A bằng B. Để hiểu kỹ hơn về hai tập hợp bằng nhau, ta sẽ cùng nghiên cứu về hai ví dụ sau. Ví dụ đầu tiên, cô cho hai tập hợp. C là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 50 và là bội chung của 2 và 5. Và D là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 50 là bội của 10. Yêu cầu cô đưa ra đó là chứng minh C bằng D. C ở đây đang viết bằng cách chỉ ra các tính chất đặc trưng. Thế thì khi chuyển sang cách liệt kê, ta có những số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 50 mà là bội chung của 2 và 5, gồm có 10, 20, 30, 40 và 50. Tương tự, khi viết D sang cách liệt kê, ta cũng có các phần tử lần lượt là 10, 20, 30, 40, 50. Như các em thấy, hai phần tử của hai tập hợp C và D là giống nhau, không thừa không thiếu các phần tử nào. Thế thì ta có kết luận ở đây đó là tập hợp C bằng tập hợp D. Ví dụ thứ hai, cô cho Sang và Thu viết tập hợp số chính phương nhỏ hơn 30 như sau. Sang viết rằng tập hợp đó là tập hợp S, gồm có các phần tử 0, 1, 4, 9, 16 và 25. Còn Thu thì viết tập hợp đó theo cách liệt kê tính chất đặc trưng của, chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử. Đó là gì? N thuộc N, N là số chính phương và N nhỏ hơn 30. Ta thấy các số 0, 1, 4, 9, 16 và 25 đều là các số chính phương nhỏ hơn 30. Thế thì ta có kết luận rằng S chứa trong T và ngược lại T cũng chứa trong S. Thế thì từ định nghĩa này ta sẽ suy ra được S bằng T. 3. Giao của hai tập hợp. Quan sát trên màn hình, cô có biểu đồ Venn biểu thị tập hợp A và biểu đồ Venn biểu thị tập hợp B. Nhìn vào hình, ta sẽ thấy có phần trùng nhau giữa hai tập hợp, cô gạch chéo. Đây được gọi là giao của hai tập hợp. Ví dụ 1, cô cho hai ví dụ như sau. A là tập hợp các số tự nhiên từ 1 đến 9 và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn có một chữ số. Nhìn vào hai tập hợp này, ta sẽ thấy xuất hiện những phần tử vừa thuộc tập hợp A và vừa thuộc tập hợp B, đó là các số 2, 4, 6, 8. Vậy phần giao của hai tập hợp A và B đó là tập hợp các số 2, 4, 6, 8. Tương tự, ví dụ 2, ta có A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 30 và là bội của 5. Và B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 30 là bội của 2. Khi đó, giao của hai tập hợp A và B sẽ là các số tự nhiên nhỏ hơn 30 và là bộ chung của 5 và 2. Vậy, chúng ta sẽ có kết luận như sau. Tập hợp gồm tất cả các phần tử vừa thuộc A mà lại vừa thuộc B được gọi là giao của A và B, ký hiệu là A giao B. Ở đây chúng ta cần chú ý đó là x thuộc A giao B khi x thuộc A và chỉ khi x thuộc B. Được chưa ạ? Tức là gì ạ? Tức là nó đã thuộc cái phần giao này rồi thì chắc chắn nó sẽ phải thuộc cả A và thuộc cả B. Vậy hợp của hai tập hợp thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với phần 4, hợp của hai tập hợp. Vẫn quan sát trên màn hình biểu đồ Venn của tập A và tập B. Đó, thì toàn bộ phần cô gạch chéo được gọi là hợp của A và B. Giờ cô vẫn sẽ cho các em hai tập hợp như sau. Tập hợp A là tập hợp các số tự nhiên chẵn có một chữ số và tập hợp B là tập hợp các số tự nhiên từ 1 đến 5. Vậy thì hợp của hai tập hợp này sẽ là gì ạ? Cô tin là rất nhiều bạn đã liệt kê được rồi đấy. Nó bao gồm tất cả các phần tử xuất hiện trong A hoặc B. Ta có hợp của A và B bao gồm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 8. Một ví dụ khác, cô cho tập hợp Q là tập hợp các số hữu tỉ và tập hợp Y là tập hợp các số vô tỉ. Hãy tìm cho cô hợp của tập hợp Q và tập hợp Y và giao của tập hợp Q và tập hợp Y. Các em đã tìm được ra chưa nhỉ? Thứ nhất, đó là giao của tập hợp Q và tập hợp Y. Đó là gì ạ? Đó là bằng tập rỗng. Vì sao ạ? Vì không tồn tại số nào vừa là số hữu tỉ, vừa là số vô tỉ. Đúng không nào các em? Thế còn hợp của hai tập hợp? Hợp của hai tập hợp Q và Y ở đây chính là tập số thực R. Ta có kết luận đó là tập hợp gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B được gọi là hợp của A và B. Các em chú ý nhé. Ở đây đó là gì ạ? Các phần tử ở đây phải làm sao? Thuộc A hoặc thuộc B. Còn vừa nãy giao của tập hợp thì sao? Thì cái chữ ở đây nó là vừa thuộc A và thuộc B. Đấy, các em hãy chú ý ở đây nó khác biệt giữa giao của hai tập hợp và hợp của hai tập hợp là ở hai chữ đó. Ta viết A hợp với B đó là x thuộc A hoặc x thuộc B. Chú ý rằng x mà thuộc hợp của tập hợp A và tập hợp B khi và chỉ khi x thuộc A hoặc x thuộc B. Cô nhấn mạnh chữ cái ở đây đó là chữ hoặc. Còn chữ cái ở phần giao của hai tập hợp đó là chữ và. Khái niệm tiếp theo chúng ta cần học đó là phần bù. Phần bù được định nghĩa như thế nào? Đầu tiên, cô sẽ định nghĩa về phần bù cho tập hợp A là tập con của tập hợp B. Tập hợp những phần tử của B mà không phải là phần tử của A được gọi là phần bù của A trong B, ký hiệu là CBA như cô viết trên màn hình. Các em chú ý nhá. Cái phần bù này trước hết ta phải chú ý điều kiện đầu tiên của nó, điều kiện tiên quyết của nó đó là gì? Đó là tập hợp A phải là tập hợp con của tập hợp B. Được chưa ạ? Cô đưa ra một ví dụ như sau. Biểu đồ Venn hiển thị cho tập hợp A và tập hợp B như sau. Thỏa mãn điều kiện A chứa trong B thì phần hiển thị các phần tử nằm trong B nhưng không nằm trong A được gọi là phần bù, ký hiệu là CBA. Đây, cái phần này đấy ạ. Cái phần xanh xanh bên ngoài đây này. Đấy, đó được gọi là phần bù của A trong B. Các em đã hiểu chưa ạ? Ví dụ cô đưa ra, cô cho hai tập hợp B là các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện 2x cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 20 và tập hợp A là các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện 3x nhỏ hơn hoặc bằng 9. Ta liệt kê các phần tử B và A theo cách liệt kê. Ta sẽ được B bao gồm các số từ 0 đến 9 và A là các số tự nhiên từ 0 đến 3. dễ dàng thấy được. À, lúc này làm sao ạ? Chứa trong B, đúng không ạ? Đây, 0, 1, 2, 3. Bên trên là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thế thì dễ dàng thấy được. Nó đã thỏa mãn cái điều kiện là tập hợp A là tập con của tập hợp B rồi. Thế thì lúc này phần bù CPA sẽ bao gồm các phần tử thuộc B nhưng không thuộc A. Đó là các phần tử 4, 5, 6, 7, 8, 9. Còn hiệu của hai tập hợp thì sao? Hiệu của hai tập hợp khác gì so với phần bù chúng ta đã học ở trên? Cô để ý là có rất nhiều học sinh nhầm lẫn hai khái niệm này, nên các em cần tập trung chú ý nhé. Cô vẫn hiển thị hai tập hợp A và B theo biểu đồ Venn như trên hình. Đấy, các em thấy có gì khác biệt so với hai tập hợp cô đưa ra ở trên không? Bên trên ta có A chứa trong B, còn ở đây A không chứa trong B. Phần hiển thị gạch chéo được gọi là hiệu của A và B. Ký hiệu như thế này. Các em thấy chưa ạ? Tập hợp gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B được gọi là hiệu của A và B. Đây, cái phần tím lịm tím sim này đây. Cái phần tím lịm tím sim là biểu thị của các phần tử nó thuộc A đây này, nhưng nó lại không thuộc B. Đấy, thì được gọi là hiệu của A và B. Đây, hiệu của A và B là gồm những phần tử thuộc A và không thuộc B. X, một phần tử thuộc cái hiệu của A và B này, khi và chỉ khi nó thuộc A và không thuộc B. Chú ý ở đây là gì? Nếu B chứa trong A thì hiệu của A và B sẽ là CAB luôn. Được chưa? Hiệu của A và B sẽ là CAB luôn. Vì sao ạ? Vì đây chính là điểm mà cô vừa nói để phân biệt giữa phần bù và hiệu của hai tập hợp đấy ạ. Đúng không? Phần bù là gì? Phần bù nó có một cái điều kiện tiên quyết, đó là gì? Tập hợp A phải là tập con của tập B. Đấy, hoặc tập hợp B phải là tập con của tập hợp A. Đúng không ạ? Còn ở đây hiệu của hai tập hợp nó không yêu cầu cái điều kiện đấy. Thế thì khi mà cái điểm khác biệt này nó là giống nhau rồi. Đấy, khi nó đã chứa trong nhau rồi thì đương nhiên hiệu sẽ trở thành phần bù. Được chưa ạ? Cô cho ví dụ sau. Cho hai tập hợp A là các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện 5x cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 26, và B là tập hợp các số nguyên. Các số nguyên nha, thỏa mãn x bình bằng 1. Trước hết thì ta vẫn sẽ viết lại hai tập hợp này theo cách liệt kê các phần tử. Ta được A gồm các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, và B là tập hợp gồm các số 1 và -1. Thế thì hiệu của A và B là gì đây ạ? Hiệu của A và B, những phần tử làm sao đây? Thuộc A nhưng không thuộc B. Đó là 0 này, 2, 3, 4, 5. Đúng chưa? 0, 2, 3, 4, 5 thuộc A nhưng không thuộc B. Còn cái 1 này nó là gì đây? Nó là giao rồi, giao của A và B đây này. Tức là nó vừa thuộc A, vừa thuộc B rồi. Đúng không nào? Thế thì hiệu của A và B đó là gì? Bỏ đi cái phần này thôi, bỏ đi con số 1 này thôi. Thì nó còn lại 0, 2, 3, 4, 5. Ngược lại, hiệu của B và A đó là gì? -1. Đấy, thuộc B nhưng không thuộc A. Được chưa? Các em đã hiểu về phần hiệu của hai tập hợp chưa? Cuối cùng, cô giới thiệu cho các em các tập hợp số. Nhìn vào biểu đồ Venn, ta lần lượt có tập hợp số tự nhiên N, lớn hơn nó, đó là tập hợp các số nguyên Z. Tiếp tục là tập hợp các số hữu tỉ Q, và chứa tất cả đó là tập hợp các số thực R. Ta có N chứa trong Z, Z lại chứa trong Q, và Q lại chứa trong R. Trên màn hình, đấy là tập hợp, tên gọi và ký hiệu, và cách biểu diễn tập hợp đó trên trục số thể hiện bằng phần được tô màu đỏ. Chúng ta có ký hiệu này, được gọi là ký hiệu âm vô cùng hay là âm vô cực. Còn ký hiệu này được gọi là ký hiệu dương vô cùng hoặc là dương vô cực. Còn A và B ở đây được gọi là đầu mút của các đoạn, khoảng hoặc là nửa khoảng. Đây, khoảng thì ta dùng ngoặc đơn, còn đoạn thì ta dùng ngoặc vuông. Được chưa? Ta cũng có thể biểu diễn trên tập hợp trục số, biểu diễn tập hợp trên trục số bằng cách gạch bỏ đi phần không thuộc tập hợp đó. Chẳng hạn như đoạn AB, cô sẽ biểu diễn như sau. Đây, đoạn AB, hai dấu ngoặc vuông tại hai đầu mút A và B, và gạch bỏ đi các phần không thuộc tập hợp đó. Được chưa ạ? Qua bài trên thì các em đã được học về tập hợp con, tập hợp bằng nhau, giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, phần bù, hiệu của hai tập hợp, các tập hợp số, cách viết, các ký hiệu của các tập hợp, đúng không ạ? Và cách biểu diễn trên trục số của các tập hợp đó. Cảm ơn các em học sinh đã lắng nghe bài học hôm nay của cô và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo nhé. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.